Không anh ơi, đi sang Nhật nó mới rèn người đấy anh ạ. Ở Việt Nam trước em lười làm việc với cả em ấy lắm, lười học lắm, nhưng mà sang đấy dần dần là mình trưởng thành lên hết. Em bảo rồi, đất nước đấy là đất nước rèn người mà. Sang Nhật ai cũng trưởng thành lên hả? Từ cái thói quen lên đến tính cách sẽ phải thay đổi rất nhiều. Trừ khi ông nào không muốn thay đổi thôi. Không muốn thay đổi vẫn phải thay đổi. Vẫn phải thay đổi một phần nào đó khi mà đã sang Nhật. Gạt một. Hai team còn hai team cơ. Không nên lấy vợ sớm. Không nên lấy vợ sớm my friend ạ, đừng nên lấy vợ sớm. Đang tự do tự nhiên lấy vợ về làm gì. Chào chính anh em nhá. Hai top 1 rồi mọi người ơi, like cho em bộ với nào. Em làm ở top 1 thứ 3 nào. Bốn thằng nữa cơ. Đây rồi. Lừa được rồi. Hello my friend. Công hiến quá anh em ơi. Cày hết luôn của thằng kia một con boss. Thằng bé này cày lắm này, em cày em giết đồng đội nó em cày hết nó một con boss cơ. Phản chất lắm anh em ơi. Đi đâu bạn ơi? Đi đâu bạn ơi? Sao lại bò lạc đi ra đếm gì? Lút đồ vào đấy à? Lấy vào đấy làm gì? Lấy ra đồ. Bò lạc à? Mày cứ nằm ở đấy, tao nhìn thấy mày rồi, tao nhìn thấy mày rồi, mày cứ nằm ở đấy. Anh mổ chim vui vẻ nhé.
ra luồn như chạch. Anh em nhìn những cái pha bộ luồn quanh nhà như thế, ai có đủ bình tĩnh để bắn những pha như vậy? Nếu mà là anh em có đủ bình tĩnh để luồn như vậy không? Ô thằng kia nó, em còn chưa gạt hai kia, hai thằng ngoài kia. Xứng đáng nhận của các anh em một like không ạ? À? Anh em like cho em bộ với nào? Bắn công hiến như này, like giúp em bộ lên 35.000 like với nào anh em ơi. Em không biết là cái thằng áo đen đâu rồi, nãy là nó ở đây này. Lúc nãy là nó ở cái hòn đá đấy đấy. Ui không. Trời ơi, bắn đến đây có phải anh em mới vào xem kiểu gì, có phải em hack vào xem. Ui này, bắn đây mày. Ui. Bắn đến đây mà không sâu tay thì không sâu tay, không sâu màn hình thì kiểu gì anh em có bảo hack vào xem. Ui. Ui. Bắn đến đây có phải là đúng lên kênh kỹ năng anh em ạ. Ôi, cảm ơn anh Dai nhá, lời Dai vẻ vẫn nhá. Ôi, em cảm ơn anh Dai nhá. Kèo top 120k 1 kilo anh nhé. Ui dồi ui, ok anh Dai, ui chả thể bắn bực cười quá. Thì đấy, nó cuống mà anh em, bọn nó cuống mà, nó ném nốc mà cuống mà. Quan trọng là có đủ bình tĩnh hay không phải cuống ngay. Thế thôi, thế thôi, thế thôi. Không thể ở đấy. Mày đi bộ là mày xong rồi. Mày đi bộ mày sai rồi. Mày đi bộ mày sai rồi. Đi đâu bạn trẻ ạ? Mình tiếp thôi, 2 kill nữa. May quá. May quá, em ăn căn tham mình căn ăn xong đi lên đây luôn đấy, không may kịp đấy. Còn một thằng sau gốc cây nữa. Chết rồi, nó cát của em rồi. Nó cát của em. Trời ơi, bắn bay thế. Mày quá, mày quá. Ui, bắn bay quá anh em ơi. Like cho em bộ một quả nào mọi người ơi. Em chào 14.000 anh em nhá. Bắn không ngồi một chỗ đâu. Mình không ngồi một chỗ đâu các bạn. Lâu mình ngồi một chỗ. Mình di chuyển liên tục luôn. Các bạn không nghĩ cách nào bo nhanh thì có thể là bị mình clear luôn cả team đấy. Mình bảo rồi. Vẫn trong bò. Hay quá.
Đi đâu? Các bạn đi đâu vậy? Đi đâu, đi đâu? Uầy, sướng thế nhỉ? Ủng hộ em bộ một like và một chia sẻ với mọi người. Đây một thằng này. Sai. Sai, bắn thế này thì nó bắt bắn cho bọn trong nhà này anh em ạ. Bắn cho chọn trong nhà này, 24 kill rồi. Mình ngoài bo. Không sao anh em ạ, mình vài bo không sao cả. Không sao, không sao. Mình sẽ sang đi ra hõm bên này. Mark the location. Đây rồi, hai thằng, hai thằng. Ui, bắn đến này thì còn ai bắn lên cho mình nữa. Ui, xây x6 như này có khác nào hack không anh em? 26 kill. Có một thằng ngoài, có một thằng ngoài anh em ạ. Có một thằng ngoài. Em sợ nó có ốp nhà, bình tĩnh nha. What's up boy? Top 1 thứ 3. 27 kill. Hello my friend, mà nha chờ các anh trai của em. 27 kill anh em.